gian mà slow vào được nền Volca rồi, anh không nâng cho mình một điểm băng nào ở điểm sáng nào hết. Pha sân try không thành công, gửi bài gửi ai đó về rồi, vẫn chưa gửi bài đó, chỉ pha giật xác rồi, đó là ulti của Beast. Phóng rêu Beastmaster đã kết thúc được mạng của PL ở đây. PL ăn mạng đã tần trúng được nền Volca. Pha này hơi khó cho anh rồi, cũng đã bay ra không gửi bài được, tiếp tục chết ấp chân đến từ bên phía của Magico. Ở đây slow và no money no love. Ở Spirit đã phải nằm xuống rồi. Lết có lòng mà có thể sống được nhưng ở Spirit hết đá, nhưng mà anh đã sử dụng ulti. Beastmaster đã ulti vào đầu của Spirit. Ulti đến từ Lết. Ở đây Magico đang hết chân nên bị nhảy trúng rồi. Magico chắc chắn sẽ nằm xuống, nhưng mà Lightstealer cũng đã xuất hiện ở phía bên này. Đó là Darkseer, đó là tường. Bây giờ lăn vào của Spirit. Sunstrike có chúng ai không? Chúng quá là nhiều hero bên phía bên này. Hai hero bên phía Infinity đã nằm xuống. Ở Spirit còn rất ít máu nhưng mà vẫn còn sống sót ở đây. Đã có một pha nhảy vào Darkseer rồi. Anh có giày GG Sunstrike của Invoca. Cuối cùng thì Invoca cũng đã có cho mình một mạng sau từng đáy phút. Nhưng mà quá khó hay không? Pha đá xinh đẹp đến từ bên phía của Spirit. PP về ngay đến từ Slug. Hai hero bên phía Infinity đã nằm xuống thay cho mạng của Darkseer. Master cũng như là Invoca cũng phải cẩn thận. Darkseer có Lightstealer bên trong, Vacuum lại và đánh vào Trash rồi. Trash không thể nào sống được pha này. Cái lock của Invoca là không đủ. Bây giờ anh thì lại không còn cái skill invoke cũng như có khả năng MV được nữa. Fox đã bị giết rồi. Dominating ulti của Disruptor, ulti của cả Lich bật BKB đến từ Slug để có thể đánh nhau giết được Darkseer. Nhưng mà đó là cái trứng, cũng đánh trứng nhưng mà hơi khó cho bên phía của Tài. Tài đã phải nhảy đi và sử dụng ulti của mình. Bây giờ cái trứng thì bây giờ cái trứng có level 11 rồi, cái trứng phải đánh tới tận 5 cái thì phải 8 cái. Đã lỡ Blast Magico quá có game này. Buyback ra đến từ No Money No Love. Ulti của Different Heaven, Different Heaven cũng đã bị hạ gục. Ở phía bên này thì Tango khó lòng có thể đánh nhau được. Bây giờ Aegis vẫn còn Aegis, nhưng mà làm sao để có thể TP về đây khi mà anh vẫn raise lên được. Có quá nhiều hero Smith đến từ bên phía của Phantom Lancer. Anh bật Runehead, anh tiến vào như một thằng điên vậy. Ở đây thì đã có một pha sử dụng skill 2 để né lock. Ở đây chồng người Phoenix, đó là Lightstealer có nhảy ra không? Chỉ hù dọa nhau vậy thôi. Lát thì đang NV gửi được Phoenix trở lại không? Không được, anh đã ấp trứng rồi. Bật BKB ra đến từ Lát. Ở đây thì ulti của Disruptor, Vacuum đặt tường hay không? Như mình đã nói thì đã ulti vào mầm của Darkseer. Darkseer không chạy được pha này, đã có trung tâm nhưng mà trụ thì vẫn đang bị đánh. Ở phía bên ngoài thì Magico còn rất ít máu. Pha Sunstrike không ổn rồi. Gửi về, đó là gửi được Magico. Đang cool snap. Mega kill dành cho Tai. Và còn Aspirin ulti vào Different Heaven. Different Heaven còn Aegis. Đó là điều anh muốn. Anh muốn fit Aegis. Ulti của Lich. Phoenix đã ấp trứng rồi. Có quyết định đánh trứng hay không? Bay cầm đặt tường lại. Lich chắc có lẽ bên này phần Lich vẫn chưa chết. Chưa hero nào bên phía Next Gen chết cả. Nhưng mà Trash là người đầu tiên chết trong cái combat này. Hãy cố gắng dí vào Fox. Different Heaven quá là trâu với việc anh có hết rồi. Vào chui ra Beastmaster ấp chân đến từ Phoenix. Bay cầm đẹp đến từ Darkseer của đàn bé bóng rồi. Ở đây một mình Slug là không đủ để có thể đánh nhau với việc có sai của Lightstealer. Đã bắn một pha thả lửa Blast được. Nhưng mà có giết, muốn giết vào Magico hay không? Slug đã phải lùi về. Magico vẫn còn ở đây, đã giết được Magico. Nhưng mà PL vẫn đang quẩy rất nhiệt tình, không có phải bắn đến từ Slug rồi. Anh đã mua cả Scare đi. Sunstrike chết được Lightstealer vào khu vực mid. Pha Sunstrike Blast các tường, đặt tường rồi. Mà đã sử dụng Vacuum ở đây, PL gần chết, PL đã nằm xuống. Lát sẽ lùi về phía sau vì anh đã sử dụng BKB cũng như là ulti của mình. Đó, cái tường băng cũng như là tường của Darkseer ở đây, hai bên sẽ không rời khỏi cái khu vực đó. Bây giờ một pha blink vào của Spirit, đã stun nhưng không thành công. Có con snap giết được Spirit. Lightstealer cũng từ đó mà chui ra, đạt bé bóng đang bị đánh. Lát ở phía sau đang cố gắng đập chân của Magico. Magico đã chết rồi. Thì đó là vào Lightstealer và BKB lên. Ulti của Slug đang cố gắng giết được Lightstealer càng nhanh càng tốt, nhưng mà Lightstealer vẫn còn sống. Bây giờ thì có lẽ là GG cho Infinity hay không?
DJ Jonas Chan thì không. Bài bắt cả đến từ bên phía Quyết Phá Tờ. Họ vẫn quyết tâm push nhà thôi. Không có bài bắt đến từ bên phía của Pháp. Quá khó chịu. DJ đã được gọi từ slot của tay công nhìn cho team Next Gen đang chờ đợi đến đấu thứ 3. Và bùng lửa đến từ phía Magical Crash. Pha này anh nằm xuống rồi, tiếp tục là nằm xuống. Magical đã biết bùng lửa đến từ Romani No Love chú xanh. Anh không còn gì có thể cứu được bản thân cả và cả DK nữa. DK quay lại sân vào Slug. Slug đã giải được cái tên và lòng trọng. Ở đây Romani No Love ôm tay đến từ sân cơ đó. Mình còn xoay không? Mình cũng còn xoay. Anh đang quên đau cái xoay một cái đánh cuối cùng để kết thúc cuộc mạng của bên phía Slug rồi. Đang xoay, đang cố gắng giữ vào bên phía của Quýt Cấp Cần Quýt Sinh. Đó một kêu chụp xuống phát hiện ra hai hero. Bây giờ pha vây cùng đặc tồn của bên phía Dark Seer. Tài đang cố gắng chạy thiệt nhanh với Failed Boy có cho mình cái Chrono. Ở đây Finger được chết được Slug rồi. Đang cố gắng giết vào Magical. Ở đây một pha Chrono của Đạt Máy Mộng đã giết được Tài. DK đang dí lên, DK đang dí lên. No Money No Love cắm cả Sentry xuống rồi. Pha lọc cọc, lọc cọc không thành công thì mà đang xoay đến từ cho tên áp bụng lỡ của Romani. Ô, quả mơ có hộp bật luôn hết. Có luôn hết chạy cắm đầu cắm cổ. DK gần và tới đâm pha Chrono. DK vẫn còn ở ngoài nhưng mà đang cố gắng êm chết được một con cú xanh à. Cú cú xanh đã chết, còn phía bên này thì với Doctor thì đang nằm số đang xoay cố gắng đánh bằng chứng. Họ biết đánh cuối cùng mừng bằng chứng đã nghèo rồi, chứng đã tèo. Còn ở bên phía bên này thì bảo tì đang cố gắng chắc cũng như là Tosh về hết từ phía trên Next Gen, chỉ giết được mỗi mình may hơn thôi. Xe phải trọng tên đếp ra đây bên vây cầm đặc tường đẹp đến từ bên phía của Tài. Ở đây cũng pha tốt, bây giờ track được và push in rồi. Comeback is so real. Ở đây có điểm phô và Viper bom rồng, một mình DK không thể cầm ô được ở đây. Với việc team bên phía Infinity rất cứng khi mà bây giờ chỉ mới có cho mình Manta và điểm phô hy vọng là đã chui vào đó rồi. Nó mà đi đâu lắm, một mình anh cưng ô với việc anh có cho mình cái hết. Anh không quan tâm, mình rất cứng với đây đứng đầu cứng của người này cao qua với con đập tường đẹp. Ở đây thì đập chứng nó sẽ tèo một cái nè, tèo. Nhưng mà DK nằm xuống rồi, về hết Infinity buộc phải về hết pha này. Nhưng mà chắc là cần đem quẩy được phía sau, chắc là nó vẫn còn cho mình ulti. Anh sẽ ulti đó là vào Viper. Viper đã phải nằm xuống nhưng mà Juggernaut đã sẽ xoay đi. Bounty đã chết rồi, Gem thì đã rớt. Ở đây thì đang có nhảy vào được, đang cố gắng đi full vào mồm của bây giờ Finger của chú Quân Xanh. Anh không còn stun nữa, có Finger mà thôi, blink đi ngay. Cục Gem đâu rồi? Vâng, có lượm cục Gem đến từ chú Quân Xanh. Anh sẽ TP vai. Bây giờ có đừng nói với tôi là bad thì tôi report VAC liền. Đây thì ăn được chậu rồi, Deep Ranavan đang bị stun. Và Chrono, Chrono vào được bên phía Nomani No Love. Nhưng mà qua vây cơm đặc trùng đẹp đến từ bên phía của Tài Polyme. Ở đây Nomani No Love vẫn chưa chết. Cuối cùng thì cũng đã giết được Nomani No Love rồi. Với cái BKB cũng phải là xoài quá là khó chịu. Nhưng mà trứng hôm nay thì không tèo rồi. Trứng hôm nay đã chín và nở ra cái bụng. Còn game pha stun vào Magical. Ở đây Magical bị Finger chết rồi. Mà đó là Chrono ở đây vây cơm đặc tường Siva các kiểu. Nhưng mà muốn giết được Nomani No Love hơi bị khó luôn. Quá trâu đến từ bên phía DK. Fox đang quẩy ở phía sau. Bây giờ đồng đội anh hỏi Failed Boy ơi, anh đang ở đây đã được gọi đến từ team Next Gen. Tỷ số sẽ là 2-1. Trận đấu thứ tư sẽ sắp được diễn ra. Và từ phía sau đến từ hai thành viên của bên phía Next Gen. Một pha lăn vào được Nobody No Love nhưng mà đó là Trash. Trash có gì mà ulti, ulti sao? Tại sao lại không ulti vào Magical, ulti vào Osmiren khi mà Osmiren đang hết mana như thế này? Pha bóng rêu và phát hiện là Osmiren đang lăn vào Beast. Beast cũng một pha stun đẹp của Slada. Ulti cũng đẹp không kém đến từ bên phía của Next Gen. Máy bay và Juggernaut đang xoay một giữa vòng quay của địch. Bây giờ TP ra đến từ Ember Spirit. Nomani No Love có Mekan, anh sẽ bật Mekan lên ở đây và vây cầm lại. Nhưng mà đó là máy bay đã phải nằm xuống rồi. Bật tóc chạy về đến từ Dark Seer. Hai hero bên phía Next Gen đã nằm xuống, đang dí vào vẫn đã đánh được chết từ Quick Doctor ở đây rồi. Ba mạng bên phía Next Gen nằm xuống. Chói vào Nomani No Love và đã stun hay không? Và vây cầm lại, stun đẹp của bên phía Slada của Tài. Jack vào và đá Nomani No Love không chạy được pha này. Và... Smog ngược luôn.
Bây giờ bạn cùng cái góc của Jackson, bàn tay của Jackson vào Different Heaven sắp chết rồi. Ở phía bên này thì sẽ xoay vào anh Spirit, nhưng mà đồng đội anh đâu? Where are you now? Ở dưới biển sâu rồi, đang cắt nước vào bờ. Và Slada đã được Matches bàn tay quá nhiều đến từ Jackson. Bàn tay đến từ Beastmaster vào chỗ của Spirit và chạy về hết. Bây giờ bàn tay của máy bay. Bây giờ Assassin Ulti, Assassin không còn bốc con nào rồi. Rush chết pha này. Và Rush sẽ push với cái này thôi. Anh không quan tâm, không đợi anh đâu. Ở đây, Justinus đang nhảy. Tango! Tango đã phải nằm xuống rồi. Ở đây thì tiếp tục có push đến từ tình hình tiêu của Fox Man. Thì ông không thể tiện mà bắt như thế này. Một quá nhiều đồng pha vây cùng này tồn đẹp, nhưng mà một pha vây vào đến từ tình Clara. Clara đã đánh chết được Viper, đã đánh chết được Taxi. GG well play. Lý do đã là hai đều dành cho team Infinity và Next Gen. Như mình đã dự đoán thì đã sẽ có game thứ 5. Ocean. Bây giờ Nomini nó lắp cầm đã kéo về được chỗ của Tài. Một pha đá xanh và Magical bay lên rồi. Để em chết được Magical trước. Different Heaven đang di chuyển ra muốn giết vào Com. Com có cái gì? Com đó là Bottle. Anh tiếp tục bơm cái Bottle và sẽ kéo Linh lại. Com Linh lại về chỗ bắt Radar và đăng xanh vào chỗ Pushin. Đây là cái lửa vẫn còn, nhưng mà hết lửa rồi. Có Stark tiếp tục, nhưng mà đang là trời đêm nên này Stalker tốc độ di chuyển của anh là rất nhanh. TP về nhưng mà Magico đã bị bay cầm lại đặt cả tường. Và đã stun của Trash đẹp rồi. Ở đây nhưng mà đó là có Ravage đến từ tay Hunter. Có IO đang thả một bóng ở đây. Jukushan đang phòng đường. On tay Ravage. Ở đây rồi sao? Có pha dí vào đặt bé bóng. Đặt bé bóng cũng đã phải chết rồi. Midas càng sớm càng tốt, nhưng quý vị có Midas hay không ở đây? Có dí vào Tango. Có chạy được hay không? On tay của IO và tay đây sắp hết rồi. Có lẽ là bỏ không phải tay đi mà đó là Sven, có lẽ sẽ bỏ Sven trở lại, bỏ Linh rồi. Sven đã đưa lại một pha Ravage. Đây thì DK bây giờ, nhưng mà cái trứng thì đã nổ ra rồi. Nổ số hiện tại đang là 13. Bị cầm lại được Tango phải NV đi rồi. Ở phía bên này thì đang push trụ đến từ bên phía của Fox, trụ kèo đến từ bên phía của 7. Ở đây thì có một pha chói và Tai Hunter có tìm ra về thì không đó. Một pha Fulton của Fuck Rush ở đây, nhưng mà cái trứng sẽ đập trứng rất nhanh. Tèo rồi, double kill cho Fuck. Biến rồng rồi, DK biến rồng, nhưng mà Sven quá khỏe ở thời điểm hiện tại. Mà đang cố gắng giết vào IO phía sau, IO không chết được. IO vẫn còn cho mình relocate, có thể relocate về và lên trở lại. Sven hoàn thành cho mình kiếm chéo, Fritz kiếm chéo quá là nhiều đồ. Tango bắt vào chú quân xanh. Sven chém hai cái, Slug sắp nằm và pha vây cầm IO, cái bóng bóng ra, pha ra về xuống từ đạn bé bóng. Ở đây thì đạn bé bóng ra về để giúp cho team trở về rồi. Repulsion, cái chứng, có muốn đập vào chứng, đập rất nhanh, unstoppable cho Sven. Sven quá cứng ở game đấu này. Tiếp tục đánh Repulsion, Repulsion đang bị dí rồi. Repulsion ở đây đang là bạc bé bóng, mình đang bị sai lầm. Quân tì nữa, IO, Sven đang dí vào. Một đánh, hai đánh, vây cầm lại, đặt chia ăn được mạng của Tai Hunter. Đây rồi, vây cầm đập đường đẹp, thôi rồi. Mà đá xanh chẳng khác gì, và combo với 7 đến từ Trash. GG well play được gọi đến từ Phoenix Gen. Xin chúc mừng Team Infinity là đội giành chiến thắng 30 triệu đồng trong giải vào Color mùa thứ 3 lần này. Nghe kinh phát ở team Liverpool đánh giết. GG well play.